Là kiếp người như mây hợp trời bao, trần gian là cõi tạm của người đời vừa qua, mà đã là kiếp người thì sinh là bệnh tử không ai tránh khỏi. Nay bà đã mãn số kiếp hồng trần về với giáo Phật, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phủ kín trăm cha trước nỗi đau thương mất mát của gia đình tâm linh. Anh em đổi mai táng chạy hờn tám mãi thành tâm thành ý chia buồn cùng giá quý. Và sao anh em có biết này, để đại lễ bái quan dân trà rượu của các tuổi linh cũ của bà nhìn nhớ đến những cuối cùng trước nỗi đau thương mất mát của gia đình tao đi. Anh em có biết hành của đại lễ bái quan dân trà rượu của các tuổi linh cũ của bà nhìn nhớ đến những cuối cùng. Trời cũng xin cầu chúc cho gia đình ba đứa chọn được ngày lành giờ tốt để đưa đến tính cũ của bà về nơi an nghỉ cuối cùng được thành công tốt đẹp. Và sau cùng xin chúc cho gia quý được dồi dào sức khỏe, bình an và may mắn. Buổi lễ bái quan bắt đầu. Quay đó đi.